Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Thì ở trong cái bài 5 này thì Tara sẽ chia sẻ cho các bạn về một cái nội dung đó là gì ạ? Đó là định giá một sản phẩm. Được chưa nào? Vậy thì theo các bạn thì bao nhiêu trong số các bạn biết rằng là cái việc mà một người môi giới, nếu như chúng ta biết định giá sản phẩm thì lại nó lại là vô cùng quan trọng và nó mang lại được cái giá trị gì cho người môi giới nào? Các bạn có thể viết ra nào? Tại sao người môi giới lại cần phải biết được cái việc định giá nào? Nó giúp ích được gì cho cái việc công việc kinh doanh của các bạn nha? Chúng ta có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là gì ạ? Cái người môi giới tại sao lại cần phải biết cái việc định giá? Được chưa ạ? Câu hỏi thứ hai đó là gì ạ? Khi biết được định giá rồi thì nó sẽ giúp ích gì cho cái công việc kinh doanh của các bạn nào? Các bạn hãy viết ra nào. Ok, các bạn dành mỗi một câu hỏi là một phút đúng không ạ? Để trả lời cho cái câu hỏi mà ta đã nêu ở trên, được không? Ok. Ok rồi, vậy thì Tara sẽ đi vào các bạn và cái câu hỏi thứ nhất nha. Một người môi giới nhưng mà tại sao chúng ta lại cần phải định giá? Tại vì khi chúng ta biết định giá rồi thì sao ạ? Nó sẽ làm cho cái công việc kinh doanh của chúng ta nó nâng được cái giá trị của người môi giới hơn, đúng không nào? Chính vì yếu tố đó, nếu như cái người môi giới mà biết định giá đó thì sao ạ? Họ sẽ nói chuyện với khách hàng dễ hơn, đúng chưa? Và Tara tin chắc rằng là ở đâu đó các bạn cũng muốn mình trở thành một chuyên gia của định giá, được chưa nào? Ok, tuyệt vời đúng không các bạn? Và tương tự như vậy thì sao ạ? Cái việc mà định giá đó nó sẽ sao ạ? Nó sẽ làm cho các bạn là gì ạ? Có được một cái công việc kinh doanh và giúp cho các bạn trở thành một cái chuyên gia hơn so với những người môi giới khác, đúng chưa? Vì chính vì yếu tố đó mà Tara khuyên các bạn rằng là chúng ta hãy trở thành nhà môi giới chuyên nghiệp và chúng ta hãy gì ạ? Hãy trở thành những người là gì ạ? Định giá chuyên nghiệp, giúp cho khách hàng hiểu được cái giá trị mà khách hàng đang mua, được chưa ạ? Hoặc là khách hàng đang bán cái căn nhà đó, khách hàng không bị bán hớ hoặc là bán cao quá hơn so với thị trường để giúp để dẫn đến cái việc là gì, căn nhà không giao dịch được hoặc là giao dịch chậm, hoặc là khách hàng bán thấp quá dẫn đến là gì, khách hàng bị thiệt cho cái việc mà giá trị của việc mình thu về, đúng không? Và để được biết được định giá thì chúng ta sẽ gì, chúng ta sẽ có ba cái phương pháp quan trọng để mà chúng ta có thể định giá được cho một cái căn nhà hoặc là cho một cái bất động sản nào đó, đúng không nào? Và trong cái video này Tara sẽ chia sẻ một trong những ba cái phương pháp đó, một trong những ba cái yếu tố quan trọng để mà có thể định giá được cái căn nhà đó. Yếu tố thứ nhất đó là gì ạ? Chúng ta phải biết được đó là cái cách của thị trường đang hiện hành nó như thế nào. Ví dụ như chúng ta cần phải biết được rằng là với cái thị trường hiện tại bây giờ thì là nó đang là gì ạ? Nó đang là có lượng cung nó lớn hơn cái lượng cầu, hay là cái lượng cầu lớn hơn lượng cung. Ví dụ như là cái lượng cung mà nó đang lớn hơn lượng cầu, ví dụ giống như thị trường mà sau cái đại dịch Covid này đi, thì chắc chắn 100% đó là gì ạ? Lượng cung nó sẽ lớn hơn lượng cầu. Chính vì yếu tố đó mà là gì ạ? Giá bất động sản nó sẽ giảm, đúng không nào? Đấy là cái việc mà gì ạ? Toàn thị trường nó bị, đúng chưa? Và tương tự như vậy, nếu như mà cái thời điểm sốt đến 2018 đi, cái lượng cầu nó lớn hơn lượng cung thì sao ạ? Giá bất động sản nó sẽ tăng. Chính vì yếu tố đó mà chúng ta hãy nắm vững nha, cái yếu tố về thị trường nó vô cùng quan trọng đấy các bạn ạ. Vì sao? Vì chúng ta không thể nào mà ở một cái giai đoạn mà nó đang ảm đạm như vậy, hoặc cái giai đoạn mà lượng cung nó lớn hơn lượng cầu như vậy mà lại đưa ra được một cái mức giá là gì quá cao hơn so với thị trường, đúng không? Thì sao ạ? Thì sao mà bán được và sao mà chấp nhận được? Cũng giống như cái thị trường mà cho thuê cũng vậy thôi. Khi mà nhiều người ta trả mặt bằng như vậy thì điều đó có nghĩa rằng là cái lượng cung nó đang lớn hơn lượng cầu, thì cái giá thuê mỗi một cái căn về mặt bằng nó phải giảm hơn so với là gì, thời gian nó sốt, đúng không? Giống như cụ thể ta ra thấy đó là gì ạ? Mấy tháng gần lại đây thôi, khi mà cái đại dịch Covid như vậy nó đã ngưng trệ cái công việc kinh doanh như vậy, nó dẫn đến là gì ạ? Những cái căn nhà đã được trả hàng loạt, đúng không? Đặc biệt đó là gì ạ? Họ còn phải là gì ạ? Họ còn phải đóng cửa sớm. Vì sao? Vì họ đã ngưng hoạt động rồi thì lấy tiền đâu mà để chi trả? Chính vì yếu tố đó mà là gì ạ? Cái lượng mà cho thuê ở trên thị trường nó nhiều hơn và dẫn đến là gì? Giá nhà cho thuê nó cũng sẽ được giảm hơn. Đó. Và tương tự như vậy sắp tới về cái việc mà mua bán ở trên thị trường bất động sản nó cũng vậy mà thôi các bạn ạ. Cứ lượng cung mà lớn hơn lượng cầu thì giá chắc chắn phải giảm, mà chúng ta phải căn cứ vào cái yếu tố này để mà chúng ta giúp
cho cái chủ nhà của chúng ta hiểu rõ được cái nguyên nhân là anh chị cần phải căn cứ vào cái thị trường nữa, chứ không phải rằng là giá của thị trường ở mọi tại thời điểm đều giống như nhau, được chưa? Và các bạn đã hiểu về cái việc đó là gì ạ? Cái cách mà cái thị trường hiện tại nó đang vận hành như thế nào thì giá nó cũng sẽ tương ứng xem như vậy, được chưa nào? Ok, và cảm ơn các bạn. Chúng ta lại hẹn tiếp vào cái video tiếp theo, đó là gì ạ? Cái thứ hai đó là cái việc mà tình trạng hiện tại ở khu vực đó như thế nào, nó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến cái giá của bất động sản của chủ nhà hoặc là của người chủ nhà cho thuê, cái căn nhà đó nó như thế nào. Ta ra sẽ chia sẻ các bạn vào video sau, được không nào? Các bạn hãy đón xem video sau nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào video sau của mục thẩm định giá, được chưa? Ok, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại tất cả các bạn.